Lan Hải Hana, xin chào cô chú anh chị yêu Lan. Ngày hôm nay em lên phiên bán hàng để cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Hôm nay em có đuổi hoa thơm, đuổi hoa xanh, hài sang ghi, hài vân nam, hài táo bóc rừng. Và hàng thuần thì em có mâu đi xanh và mâu đi đỏ đang nụ. Bây giờ em sẽ giới thiệu sơ qua lượt qua về các mặt hoa của các dòng hoa hôm nay. Đầu tiên là em có hai đũa xanh, hai đũa hoa xanh, hai đũa hoa vàng. Đây là một dòng hài được coi là hài đột biến ở, nhưng mà nó cái hàng của em đây là hàng nguyên chủng từ rừng, không phải là hàng lai tạo, nên là cây rất là khỏe, cô chú anh chị mình không cần phải lo ạ. Và tiếp theo đó là hài đuổi hoa thơm. Đây, đây là bông hài đuổi hoa thơm. Hài thì hầu như là rất ít có mùi thơm, ngoại trừ hàng Việt mình thì có hài hằng, hài hương, hài gấm thì hơi thoang thoảng, hài hồng. Và hài ngoại thì chỉ có một dòng hài đuổi hoa thơm này là có mùi thơm thôi ạ. Đây là cây hoa hoa hài đuổi được chụp ở trong rừng đó. Hài đuổi thì chúng ta chơi hoa ít nhất là 6 tháng đến 1 năm, có khi là 1 năm rưỡi. Về bản chất thì hài đuổi là một dòng hài khỏe, thì khi ra hoa mới có thể ra hoa liên tục được như vậy. Cô chú anh chị thấy ở dưới sau cái hoa này, đó là một cái nụ của nó rồi. Bông hoa hài đuổi thì hoa trước sẽ tàn và hoa sau sẽ nở, đuổi nhau liên tục như vậy. Hài đuổi hoa thơm thì cách mặt nước biển tầm 400 đến 500 mét thôi, nên là cũng không quá chênh lệch độ cao với lại vùng đồng bằng, không quá chênh lệch khí hậu, nên là cực kỳ dễ thuần. Em dâm vào cát thì khoảng 1 tháng là bắt đầu đi rễ mới được rồi. Rồi em sẽ đi tiếp theo là đến mâu đi xanh và mâu đi đỏ. Đây, đây là một bông hoa lan hài mâu đi xanh. Mâu đi xanh thì nó phép lai của nó đơn giản hơn, nó chỉ có lai từ hai loại cây, nên là cái màu hoa của chắc chắn của nó chính là màu xanh. Đây, đây là hoa bông hoa lan hài mâu đi xanh. Theo các chuyên gia nhận định á, thì lan hài mâu đi xanh là phù rất dễ tính, phù hợp với người mới chơi. Tiếp theo là em sẽ có bông lan hài mâu đi đỏ. Đây, mâu đi đỏ năm ngoái nở tại nhà em. Đây, khi mà được ra ngoài nắng thì chúng ta sẽ thấy được màu sắc như thế này. Đó. Về mâu đi đỏ thì phép lai của nó là phức tạp hơn, nhiều loại giống hơn. Đây, ví dụ như em cầm cái thẻ này lên, cô chú anh chị có thể nhìn thấy nè. Nhưng mà cái phép lai này đặc biệt là nó có cái hùng sen red. Cái cây này thì đặc trưng của nó là màu đỏ, nên là chúng ta sẽ có một cái hy vọng là cái phép lai này nó sẽ cho chúng ta một cái bông hoa màu đỏ như thế này. Về mặt hoa của mâu đi đỏ thì rất là đa dạng đó, em vừa điểm qua một số mặt hoa của mâu đi đỏ đây. Đây nữa, đây chúng ta sẽ xem đó, bông hoa của mâu đi đỏ đây và mâu đi xanh. Này, em sẽ đi, bây giờ em sẽ đi chi tiết vào từng phần để cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Đầu tiên, hoa hài đuổi hoa xanh, hoa vàng thì em hôm nay chỉ có hai loại, một loại bị lỗi lá một chút xíu từ rừng,
nhưng mà rễ vẫn khỏe. Em để giá thanh lý là giá 150.000. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 đây được cho là một trong những cái dòng cây là cũng loại cây này là to, rễ khỏe. Một dề, một mẹ và hai tơ. Một mẹ hai tơ. Đó, em để giá là 200.000. Em sẽ đi qua đến phần hài, hài đuổi. Hài đuổi hoa thơm. Đó, hài đuổi hoa thơm thì em sẽ có hai dòng. Em sẽ có dòng thanh lý. Đây. Cây rất là đẹp nhưng mà lý do là nó chỉ còn có hai rễ này thôi nên em thanh lý với giá là 150.000. Và cây hài đuổi số 2. Đây là một dề, một mẹ, một tơ. Đó, rễ khỏe. Cây này có giá là em để giá là 180.000. Hôm nay em để giá 180.000 cho cô chú anh chị mình sưu tầm ha. Tiếp theo là em có những dòng cây là đẹp. Đây là một cây dèm đuổi hoa thơm. Một mẹ, một con và sai lá dài, sải lá dài nè. Đó, em để giá là 200. Đây là một dòng là mẹ con lá ngắn, rễ khỏe, giá 200.000. Đó, một cây siêu đẹp, rễ khỏe luôn. Đó, cây này em chia sẻ với giá là 250.000. Về Vân Nam, Vân Nam em có Vân Nam bóc rừng một phần như vậy. Em sẽ chia sẻ với một phần như vậy, lá tròn, đẹp, bóng. Em sẽ xin phép chia sẻ với giá ưu đãi trên live, trên video ngày hôm nay với giá là 100.000. Tiếp theo là về hài sang ghi. À, đây. Bông hoa của hài sang ghi. Đây. Đây là mặt hoa của hài sang ghi. Đó. À, mà hôm nay em có một cây hài sang ghi. Em xin phép chia sẻ với giá là 150.000. Rễ khỏe và cây khỏe. À, về hài táo. Hài táo thì em xin phép chia sẻ với giá là 15.000 một lạng cho bông hài táo. Rồi em sẽ đi chi tiết vào mâu đi. Hôm nay đây một đây là loại mâu đi xanh. Mâu đi xanh này là do vận chuyển nên là nó bị lỗi lá một xíu ở đầu nên em xem em giảm giá nhẹ là một chậu mẫu số 10 này, mã số 10 này có giá là 239.000 đã bao ship. Một chậu ba thân một nụ. Chậu số mã số 1. Một mẹ hai tơ. Một mẹ đã có hoa nha. Hai tơ và một mẹ hoa đã cho một mẹ này, hai tơ và một cây đang hoa. Em xin phép chia sẻ chậu này với giá là 265.000 đã bao ship. Đã gồm có phí ship cho cô chú anh chị. Chúng ta có một chậu mâu đi đang nụ lá nhanh tròn và đặc biệt là hai tơ. Tiếp theo em có một mã số 8. Mã số 8 này á, thì cái đặc biệt của nó là lá trơn, vân trơn tròn, và chậu này là bốn thân gồm có một mẹ, một hoa và hai tơ. Đây ạ. Em cũng xin phép chia sẻ với cái giá là 265.000 đã bao ship. Rồi, em hôm nay em có một chậu mâu đi hai nụ cao.
rất là đẹp đây ạ. Đó, đây về chợ mau đi hai nụ như thế này thì đây khách em vô chậu rất là đẹp, đúng không ạ? Đó thì em xin phép chia sẻ chậu này với giá là 350.000 đã có ship. Đó, về chúng ta có một chậu màu đi hai nụ để chơi nở hoa cùng một lúc luôn. Tiếp theo là em sẽ quay về chi tiết về màu đi đỏ. Màu đi đỏ là em có mã số 1, nụ đã cao rồi, xin phép chia sẻ với giá là 265.000 đã bao ship. Mã số 2 đó, như em đã nói thì màu đi nó được lai tạo rất là nhiều dòng nên là chúng ta sẽ có rất là nhiều mặt hoa. Mẫu số 2 cũng đang nụ đây rồi, em xin phép chia sẻ với giá là 265.000 bao ship. Mã số 6 nó mã số 6 lá nhanh lá xếp. Màu đi thì được trồng từ nhỏ nên là khuôn lá vào thế rất là đẹp. Chúng ta có thể xem sơ qua về một vài tác phẩm trên đá. Đây, tác phẩm trên đá của Lan Hải Màu Đi. Đây là tác phẩm của Lan Hải Màu Đi xanh. Vô chậu. Đây. Chậu nào vẫn đẹp ạ. Và đặc biệt là em sẽ để giá rất ưu đãi cho cô chú anh chị nào lấy một cặp màu đi. Em xin quay tổng thể là một lần nữa, và cô chú anh chị đặt hàng liên hệ vào số điện thoại 0973916556. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Bên em vẫn gửi bằng đơn vị giao hàng tiết kiệm để cây được tới cô chú anh chị nhanh nhất và hiệu quả và an toàn nhất. Em xin chào tạm biệt và kết thúc video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi kênh của em trong thời gian qua. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.